Thì bệnh nhân nữ 38 tuổi tiền sử là nhọt, điều trị với amoxicillin với acetylcarbonic trong 5 ngày, thời gian điều trị cách đây 2 tháng. Viêm họng cấp điều trị với cefixime trong 10 ngày, thời gian điều trị cách đây 1 tháng. Nhiễm khuẩn tiết niệu đã điều trị trước đó với trimethoprim với fumetatazone trong 7 ngày, đợt 1 và không hiệu quả. Tiếp theo điều trị với ciprofloxacin trong 7 ngày, đợt 2 và cũng không hiệu quả. Tiếp theo điều trị với levofloxacin trong 7 ngày nhưng cũng không được thuyên giảm. Chẩn đoán là viêm bàng quang không có biến chứng. Triệu chứng là tiểu bút, tiểu nhát, không có tiểu máu, mủ, đau nhẹ vùng khớp mu khi nhịn tiểu, không sốt, rung thận âm tính, bập bệnh thận âm tính, chạm thận âm tính, điểm đau niệu quản âm tính, X quang siêu âm này không có gì bất thường, creatinine huyết tăng tăng nhẹ là 1,2 mg/dL, trong khi đối với thận nữ bình thường là 0,5 đến 1,1. Kết quả cấy kháng sinh đồ thì các bạn có thể thấy là cái vi khuẩn E. coli nó đã kháng với toàn bộ các cephalosporin, đồng thời nó kháng cả trimethoprim và sulbactam, nó kháng cả monobactam luôn, tức là azithromycin. Ở đây thì nó kháng trung lam với ciprofloxacin và levofloxacin. Thì chúng ta có thể nghĩ là vi khuẩn này sinh ra ESBL. Tức là beta-lactamase phổ rộng. Tuy nhiên nó nhảy với ampicillin phối hợp sulbactam hoặc piperacillin phối hợp tazobactam. Chúng ta có thể dự đoán là cái SBL này thuộc group A bị bất hoạt bởi các chất bất hoạt beta-lactamase. Thứ hai là nó nhảy với các carbapenem như etapenem, imipenem, meropenem. SBL loại A thì thường sẽ bị sulbactam hoặc tazobactam hoặc acetylcarbonic bất hoạt. Tuy nhiên thuộc loại B hoặc loại C thì nó sẽ không bị các thuốc này bất hoạt. Như loại B là thường gọi là metallo beta-lactamase thì công thức của nó sẽ có kẽm trung tâm và nó sẽ bị eta làm bất hoạt. Đây thì chúng ta có thể ở đây chúng ta có thể dự đoán là beta-lactamase loại A rồi. Và SBL thì nó sẽ có một đặc trưng nữa. Đó là nó sẽ kháng đề kháng trung gian với các quinolone như ciprofloxacin hoặc levofloxacin, đề kháng cao với trimethoprim và sulbactam. Và thông thường thì nó cũng sẽ đề kháng với topiramicin hoặc amikacin, tức là nó đề kháng với aminoglycosid. Tuy nhiên trong trường hợp này thì vi khuẩn này lại nhạy cảm với topiramicin hoặc amikacin, thì đây là một ngoại lệ. Thỉnh thoảng chúng ta cũng có gặp ngoại lệ. Các gen kháng thuốc này nó thường đi liền với nhau, nhưng không phải khi nào nó cũng sẽ đi liền với nhau. Rồi, ở đây chúng ta có thể lựa chọn thuốc gì? Đầu tiên thì mình sẽ chọn là ampicillin phối hợp với sulbactam, hoặc chúng ta có thể cũng có thể nghĩ đến là amoxicillin phối hợp với acetylcarbonic. Tuy nhiên có một điều này á, là trên lâm sàng không phải khi nào nhạy cảm với ampicillin thì cũng sẽ nhạy cảm với amoxicillin. Mặc dù phổ của hai thuốc này khá là tương đồng nhau, nhưng mà đôi khi á, nó nhạy cảm với ampicillin lại không nhạy cảm với amox. Cho nên trong trường hợp này chúng ta có làm kháng sinh đồ với ampicillin với sulbactam thì tốt nhất vẫn là nên chọn là ampicillin với sulbactam, mặc dù là ampicillin có một nhược điểm á, là bị kém hấp thu bởi thức ăn, cho nên chúng ta phải uống trước khi ăn. Và thứ hai, nó thỉnh thoảng là nó hay gây rối loạn tiêu hóa, cho nên là nó không được ưa chuộng bằng amoxicillin. Rồi thứ hai là piperacillin và tazobactam thì cũng tương tự như thuốc trên này thôi. Tuy nhiên piperacillin là thuốc dùng tiêm, tức là cái này các bạn phải đưa vào điều trị nội trú, cho nên trong trường hợp này đưa ra vậy thôi, chứ nó ít được lựa chọn hơn là ampicillin và tazobactam rồi. Nitrofurantoin thì nó có hiệu quả trên E. coli tiết ra SBL, thì có tỷ lệ khỏi trên lâm sàng là 69%. Tuy nhiên thì nitrofurantoin là một thuốc có độc tính dựa trên liều dùng, cho nên nó không được sử dụng ở nam giới, nó chỉ được sử dụng ở nữ giới thôi. Thứ hai là nó phải dùng trong một thời gian có điều kiện. Fosfomycin thì sao? Fosfomycin thì có hiệu quả trên E. coli tiết ra SBL, và fosfomycin thì ít tác dụng phụ, hiệu quả cũng tốt.
Tuy nhiên thì fomalhaut được để dành để điều trị Klebsiella pneumoniae đa kháng thuốc, cho nên hiện nay thì nó không có điều trị ba cái bệnh này nữa. Aminoglycosid thì sao? Thì các bạn thấy ở kháng sinh đồ ở đấy thì nói là nhạy cảm với tobramycin hoặc amikacin, và aminoglycosid được đào thải chủ yếu qua thận ở dạng chưa chuyển hóa vì nó là một chất phân cực, cho nên trong trường hợp này chúng ta vẫn có thể sử dụng nó khi mà đã bị đề kháng với nitrofurantoin hoặc ampicillin với somatam rồi, tại vì cái thuốc này là thuốc đường tiêm, cho nên nếu mà muốn sử dụng thì cũng phải vào bệnh viện. Còn cặp bepirovirsen thì cặp bepirovirsen là kháng sinh được gọi là kháng sinh cuối cùng để chốt chặn và phổ rất rộng và đắt tiền, và muốn được sử dụng thuốc này là phải có chữ ký của giám đốc bệnh viện này. Và một điều cần phải dặn bệnh nhân là phải uống đủ nước, nước tiểu ít nhất là 1,5 lít trên 24 giờ và không nhịn tiểu quá 6 giờ là một yếu tố quan trọng trong dự phòng và điều trị. Thì trong trường hợp này, bác sĩ đã cuối cùng là lựa chọn là amoxicillin phối hợp somatam cho bệnh nhân uống. Và dĩ nhiên là phải có dặn dò bệnh nhân là uống trước khi ăn. Thuốc có thể gây rối loạn tiêu hóa, cho nên nếu mà các gặp các trường hợp tác dụng phụ gì á, là phải báo ngay cho bác sĩ. Và kết thúc thì bệnh nhân điều trị với amoxicillin và somatam và khỏi bệnh.